chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Martha thưa với Chúa Giêsu: Thưa Thầy, nếu Thầy ở đây thì em con không chết. Nhưng ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin bất cứ điều gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy. Chúa Giêsu nói: Em con sẽ sống lại. Martha thưa: Con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Martha đáp: Thưa Thầy, vâng, con tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, đấng đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đặc biệt là cố và tang quyến của cố Giuse rất thân mến. Chúng ta nghe trong phần phân yêu của các đức giám mục giáo phận, sự ra đi của ông cố Giuse là một mất mát to lớn cho gia đình. Vì thế, trong các dịp an táng, chúng ta thấy bầu khí thường thường là trầm buồn với những biểu hiện của sự đau buồn, thương tiếc và cả khóc than. Chúng ta không thể thay đổi được cảm xúc, những cảm xúc quý giá của sự thân yêu, thân tình với người đã khuất. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi được suy nghĩ của chúng ta về cái chết. Chúng ta có thể nâng tâm hồn của chúng ta lên gần Chúa hơn qua cái chết của người thân yêu, nhờ lời Chúa soi sáng cho chúng ta, cũng như là nhờ những lời cầu nguyện chiêm ngắm của chúng ta, khiến chúng ta có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa cũng như sự quan phòng của Ngài trong tất cả các biến cố của cuộc đời chúng ta, kể cả biến cố người thân yêu trong gia đình của chúng ta, trong ngõ xóm, trong giáo xứ, trong cộng đoàn của chúng ta đã ra đi. Vì thế, tất cả những người thân yêu của ông cố vẫn than khóc, nhưng theo lời Chúa, chúng ta không than khóc sầu buồn như những người không có niềm hy vọng. Nếu Hội Thánh muốn chúng ta dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, thì không có lời an ủi nào cho tang quyến hơn là lời của chính Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong phục vụ lời Chúa: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Khi tôi đi giúp cho những bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối, thì rất là nhiều em nói rằng: Thưa cha, con sắp chết rồi mà con không biết mình sẽ đi về đâu. Chúng ta thì khác. Chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta biết số phận và nơi chốn của ông cố Giuse là ở đâu. Khi chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói: Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó. Đối với tất cả chúng ta, cái chết luôn luôn là một huyền hiệu, thậm chí là bóng tối. Cho nên tất cả chúng ta đều sợ chết, chúng ta không mong chết, chúng ta tránh cái chết. Nhưng chúng ta dựa vào lời Chúa, sẽ không có lời nào mà cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ, một cái nhìn nhẹ nhàng hơn về cái chết.
như lời Chúa trích trong sách Khôn Ngoan chúng ta nghe trong bài đọc 1, chết không phải là bất hạnh, không phải là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng là đang hưởng bình an. Còn đối với Thánh Phaolô, Ngài chia sẻ với chúng ta sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Chết là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa Giêsu, được an nghỉ trong Đức Giêsu, được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu làm một với Ngài. Thánh Phaolô cũng nhắc cho chúng ta câu chuyện của ông Hênót trong sách Sáng Thế. Cái chết được ví như cái điều gì? Được ví như ông Hênót đi dạo cùng Thiên Chúa, và khi đã đi quá xa, Chúa nói với Hênót rằng: bây giờ đã gần nhà ta hơn nhà của ngươi, vậy hãy vào nhà của ta luôn đi. Rất là nhẹ nhàng, rất là mới mẻ. Bởi vậy Hội Thánh tuyên xưng rằng đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở vĩnh viễn trên trời. Kính thưa ông bà anh chị em, khi tham dự thánh lễ an táng, có lẽ tâm trí chúng ta thường là hướng về hay là muốn nói nhiều về người quá cố. Tuy nhiên, phụng vụ của Hội Thánh muốn chúng ta quy hướng về Chúa Giêsu Kitô là con Chúa và là Chúa chúng ta. Ngài đã chịu nạn, chịu chết, sống lại hiển vinh để đem ơn cứu độ cho tất cả mọi người, trong đó có ông cố Giuse thân yêu của chúng ta đây. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống, và hằng muốn dẫn đưa chúng ta, dẫn đưa ông cố Giuse đến sự sống muôn đời, dẫn đưa ông cố Giuse vào trong vương quốc của Ngài. Chúng ta hướng về Đức Giêsu Kitô trong cái chết của tất cả chúng ta để thấy rằng là đời người như hoa sớm nở chiều, sớm nở chiều tàn, và tất cả mọi sự đã qua đi. Trong cái sự mong manh của cuộc đời chúng ta đó, của cuộc đời tất cả chúng ta cần hướng về Chúa Giêsu, chúng ta cần bám vào Chúa Giêsu, cần cầu xin với Ngài, bởi vì Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Bởi thế tôi mời gọi tất cả ông bà chị em, trước hết chúng ta hãy nhìn lên Đức Kitô của hôm qua trong tâm tình cảm tạ. Và tôi thấy rất hay là cha con của cố Giuse trong lời dẫn đầu lễ, Ngài nói chúng ta quy tụ ở đây để tạ ơn. Đúng vậy, giây phút này là giây phút mà chúng ta hãy nói tiếp và nói thay cho ông cố những lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì hồng ân cứu chuộc của Ngài, bởi vì đã cho ông cố được làm người, được làm con Chúa, được chữa lành và được nuôi dưỡng nhờ các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô của hôm nay với những lời thỉnh nguyện để chúng ta cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúng ta phó thác ông cố Giuse cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì mặc dù chúng ta đáng phải chết, nhưng nhờ lòng thương xót và ân sủng của Chúa, khi đã chết vì tội lỗi, chúng ta lại được cứu chuộc nhờ cuộc chiến thắng của Đức Kitô và được kêu gọi về sống với Ngài. Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô đấng như vậy mãi đến muôn đời để nhận ra nơi chỗ đời đời của chúng ta là ở bên Chúa, để nhận ra quê hương đích thực của chúng ta là ở trên trời. Nơi đó chúng ta mong đợi đấng cứu chuộc là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Người sẽ biến đổi thân xác hèn hạ của chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người. Mọi thánh lễ an táng nhắc nhớ cho chúng ta về một ranh giới rất mong manh giữa sống và chết, giữa thế giới này và thế giới mai sau, giữa cơ hội để hoán cải và thời khắc phán xử của Thiên Chúa. Vì thế, cuộc sống của chúng ta lúc này không thể không thay đổi cho phù hợp với địa vị của một công dân nước trời. Đây cũng là cơ hội cho chúng ta đụng chạm
và gặp gỡ với những gì là vĩnh cửu, là đời đời. Không bạn chị em, cái chết đã xảy ra để làm gì? Để chúng ta đừng cậy dựa vào sức mình, nhưng cậy trông và tín thác nơi Chúa, Đấng đã trỗi dậy từ cõi chết và làm cho kẻ chết sống lại, và làm cho chúng ta được sống với Chúa, hầu làm vinh danh Chúa.